Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết miền Bắc trong 1-2 ngày tới sẽ giảm mưa xuống diện vài nơi, ngày nắng nhiều trở lại và oi nóng về khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Dự báo từ khoảng ngày 30-31 tháng 8, Bắc Bộ có xu hướng gia tăng mưa dông rải rác, tập trung về chiều tối và tối và nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Tại miền Trung trong những ngày tới, thời tiết chủ đạo sẽ là ngày nắng. Khu vực từ Nghệ An cho tới Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh thành còn lại nhiệt độ thấp hơn khoảng 1 đến 2 độ do có mưa rải rác về chiều tối. Đợt nắng nóng tại miền Trung đã kéo dài gần tháng nay, đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở mức cao, người dân chú ý đề phòng. Hai khu vực phía Nam là Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều nơi trong những ngày tới. Cường độ mưa lớn tập trung xuất hiện về cuối ngày. Người dân cần lưu ý ngập úng cục bộ tại những khu đô thị hay là đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió mạnh đi kèm trong cơn dông. Do có mưa dông nên nhiệt độ không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và đánh bắt xa bờ. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thịnh hành gió Tây Nam ở mức cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức lưu ý. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!